Nàng cá sấu da trắng còn hơn cả Ngọc Trinh. Chẳng cần phải tắm trắng, nàng cá sấu Ngọc Trai vẫn có được làn da trắng không tì vết hơn cả nữ hoàng nội y của chúng ta. Với làn da trắng ngần như những viên ngọc trai lấp lánh, nàng cá sấu Bạch Tạng tại công viên miền đất cá sấu thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ đã được ưu ái đặt cho cái tên ngọc trai vô cùng mỹ miều. Trái ngược với vẻ đẹp thiên thần ấy, tình trạng sức khỏe của cô nàng lại không được ổn cho lắm. Ngọc Trai gia nhập đại gia đình miền đất cá sấu năm 3 tuổi. Đến nay, khi bước sang tuổi thứ 10, cô nàng đã có chiều dài 2,3m và cân nặng 47kg. Do mắc căn bệnh bạch tạng, nên da của Ngọc Trai đều không có sắc tố đen như đồng loại của mình. Đặc biệt, nàng còn sở hữu đôi mắt màu hồng tuyệt đẹp nhưng lại rất kém. Được biết, Ngọc Trai chỉ là một trong số những cá thể bạch tạng may mắn được công viên miền đất cá sấu cứu sống. Ước tính trên thế giới, trong 3 triệu con cá sấu sinh ra mới có một con mắc phải căn bệnh như Ngọc Trai.